Vậy đi, ví dụ như là nó mà lên hết 3 cây á thì nhổ bớt đi để cho bắt nó bự. Giống như đợt vừa rồi tiết không nhổ tại anh á. Còn mấy trái già, mấy trái bự á. Bây giờ em lấy hộp rồi. Em lột cái hộp ra nữa. Cái tay mới vừa chờ cầm bắp tím nè. Cầm bắp tím mới nhuộm mực tím luôn hay gì á. Cái bắp nhỏ mực tím. Mực tím gì.